Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Rồi Giờ. Bình luận viên tào lao, chào với đâu Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli. Đây là sân Chuồng Bò, phường 13, Lê Đức Thọ, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ ở đây có hai sân nha các bạn, đèn sáng sủa, rất tuyệt vời. Chủ sân là Mr. Tài, ông thần tài. Các bạn nào hãy đến đây ủng hộ cho chủ sân các kèo. Đặc biệt chủ sân có cái đầu đội rất hay. Còn đây là kèo kỳ 12m nha các bạn. Đứng trước hình ống kính của Lâm là Cà Ràng, quê Hồng Ngự, Đồng Tháp. Còn Bác Giới, quê Tánh Linh, Đức Linh gì của Bình Thuận. Còn bên kia là Ba Đía, Quyền Thoại, Hàng Sáu, Vĩnh Lộc, hợp tác cùng Thọ, Bến Tre. Đây có thể nói là kèo này rất căng thẳng, kịch tính. 12 điểm thôi. Một pha tự sắc và nắm lát của Cà Ràng. 1-0, Ba Đía phát bóng. Một pha giật kỳ của Bắc Giới không qua lưới. Một pha thiếu cảm giác của Bắc Giới. Đây là chủ sân áo đỏ quần jean. Hai không nghiêng về cho Quyền Thoại, Ba Đía. Và kết thúc đẳng cấp của Bắc Giới pha bóng vừa rồi. 1-2. Hiện tại bây giờ là 18:30 giờ địa phương Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả hiện tại bây giờ khoảng 39.000 khán giả. Nhiệt độ rất mát mẻ. 12m là gần tới cái vách tường bên kia luôn, và gạch bên kia luôn nha các bạn. Các bạn thấy Bắc Giới như thế nào? Đẳng cấp 2009-10 cho tới bây giờ các bạn. Thật sự mười mấy năm Bắc Giới đẳng cấp vẫn còn. Bắc Giới kêu quăng xe và quăng xe. Một pha không tập trung của Cà Ràng. Trời. 3-1 nghiêng về cho Ba Đía và Thọ. Ông lộn quá nó chồng đi. Sơn em mượn xe anh Sơn. 3-1. Một pha quá mạnh tay của Cà Ràng. Bóng bay vào vách tường, gạch bên kia luôn các bạn. 4-1. Các bạn thấy Cà Ràng và Bắc Giới dáng người dốc dáng giống giống như nhau nha các bạn. Gầy gầy nhưng thật sự rất đẳng cấp về kỳ solo. Hãy
Hiện tại các bạn bây giờ tài xỉu còn 50 trái nữa đấy các bạn ơi. Thọ vừa tự sát tại Nam Lạc. 2-4. Ở đây các bạn thấy công tác sân bãi rất tuyệt vời không? Hai bên cái liêm lúc nào cũng ướt mem ướt nhẹp nha các bạn. Và quả bóng rơi xuống sẽ thấy dấu, như vậy dễ nhìn thấy các bạn. Hai bốn. Lại là ba đĩa tự sắp tại Nam Lạc. 3-4 bay bun. Bay bun bật giới phạt bóng mà để kỳ hết nổi. 1 pha thiếu cảm giác của cà đàn. Bóng vừa giặt viền lưới quay trở lại. 5-3 nghiêng về cho Thọ Bến Tre. Và 3 đĩa. Các bạn thấy hàng 6 như thế nào? Hàng 7 luôn chứ không phải hàng 6 các bạn. Rất đông anh em. Sân chuồng bò hiện tại bây giờ cũng là 18:30 giờ địa phương. Toàn là các cầu thủ Võ Lâm đứng ngoài sân buổi hè của chuồng bò. Các đội chuồng bò vào bóp nha. Rồi hai ông im quá. Bốn năm. Trận đấu này FT mới biết nha các bạn. Vì 12 điểm cho nên kỳ kiểu này chưa biết như thế nào đâu các bạn. Một pha quá khó chịu của Thọ Bến Tre. Đổi sân. Đấy, còn bên kia là một sân nha các bạn. Các bạn nào đến đây thì giao lưu đủ thứ các kèo. Kèo tay cũng có, kèo chế rất nhiều nha. Đây, đây là ba đĩa quyền thoại. Quyền thoại hàng 6 ba đĩa. Đây là chủ sân, có các bạn nào có chơi đầu dò hãy đến chủ sân nha. Solo, key solo gì chủ sân tiếp hết nha. Ok. Mở sổ. 7-4 đang nghiêng về cho Thọ Bến Tre và ba đĩa. Ngoài à. Quá đáng tiếc cho Thọ Bến Tre phải bóng gì rồi. Một cú lái ra ngoài quá xa. 5-7. 12 điểm mới tới nha các bạn. Chưa biết như thế nào đâu. FT mới biết kết quả rồi. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Bắc Giới. 6-7. Ramui Rambi. Sáu bảy. Các bạn cáp kèo và cáp kèo hãy liên hệ với Di Trọi
một trong những ông vua chọi và ôm. Các bạn nào trước đây từng xem Thọ Bến Tre đôi công với Quy Hải Phòng, Quy Con Hải Phòng, thì hãy nhìn chiền hai bao chiền một của Duy chọi như thế nào. Không thẳng luôn. Mà nghe thông tin nhận được từ phía tài nhỏ, biển số 1 Duy chọi. Hoa đang tiếc cho Thọ phá bóng vừa rồi. Bên kia đang rượt bạc luôn rồi các bạn ơi. 7 đều. Rambi Rambi. Hiện tại bây giờ đứng trước màn hình ông Kính Lâm là ba đĩa Quyền Thoại hàng 6 hợp tác cùng Thọ Bến Tre. 7 đều. Bật giới phát bóng. Bật giới phát cho bóng đi khó chịu vậy ta. Nó mù bằng chân đi. Theo như Đại Lâm nhận định kèo này FT nha các bạn, mới biết các bạn ơi. Gác 1-2 điểm không thành vấn đề nha. Đẳng cấp ngang ngang nhau, chỉ cần sơ sẩy 1-2 quả là xong phim. Vô, vô. 7 giờ luôn trời ghê. Một pha quá ỷ y chủ quan của Bắc Giới. Một pha lạng lách vừa rồi và Thọ Bến Tre đã có một cú phản đòn quá đẹp. Và bóng rồi quá đẳng cấp của Thọ Bến Tre. Tỷ số hiện tại bây giờ là 8-7. Nếu không có gì thay đổi, kết thúc chương trình, có một bên ra đảo xa. Không biết điều gì đang xảy ra pha bóng vừa rồi của Cà Ràng. Trúng cái cùi. Sao trúng quan trọng vậy? Bóng bay không biết đi đâu. Chính bảy. Rambun, Rambi. Còn đứng trước màn hình ống kính hiện tại bây giờ là Nhân Mập, một trong những máy phó của bóng chuyền hiện tại bây giờ. Tuổi đời còn rất trẻ như lên mái phó luôn rồi các bạn. Đụng quá sao mặt luôn hả? Đừng có quay lọ ba đĩa hết á chú Lâm. Cặp đôi 9-7 Rambun Rambi. Vô anh. Hiện tại bây giờ là hầu như là sân này của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các kèo chế đầu dò kỳ đội kỳ gì nằm ở đây hết nha các bạn. Các bạn nào bắt chung gì đó hãy vào đây giao lưu và giao lưu nha. Các bạn nói vô không nữa. Quá đáng tiếc cho Thọ pha bóng gì rồi. 8-9. Phát bóng lại 8-9. Mười hai điểm tới nha các bạn. Trận đấu đang rất căng. Cái chết vô gà. Trời ơi. Thọ Bến Tre tự sát tại đám lạc liên tục. Chín đều. Rambun, Rambun.
Các bạn thấy nghe tiếng ai bên kia không? Tấn đen. Rô. La lên. Ổi. Được một giây nó muốn nói nhiều. Bóng lại thở lấy là được rồi. Quá đáng tiếc cho Bắc Giới phá bóng gì rồi. Các bạn thấy Bắc Giới tức như thế nào? Bắc Giới vuốt lại cái lần thứ hai. Mời chính. Vận mệnh của anh em bên Ba Đía, chỉ có Ba Đía mới quyết định được thôi. Mời chính. Vô anh họ. Vô anh họ. Anh vô sâu lắm con ơi. Vô. Ở lên hả? Vô. Thấy vô làng à? Vô anh. Vô. Vô. Chết tôi. Vô. Một pha kết thúc quá hay của Bắc Giới. Mời đều. Qua đầu thì lấy thôi. Mời đều. Trận đấu trở nên quá nóng rồi các bạn ơi. 12 điểm tới các bạn. Hiện tại bây giờ cảm giác như bên Bắc Giới đang rượt bạc tiếp tục rồi các bạn ơi. Lấy bước một nè. Mời đều. Vô. Vô anh. Trời, xem má. Thầy giáo Thọ năm nay cũng U30, 31 rồi nha các bạn. Vợ con, gia đình nhỏ rất tuyệt vời. Ba Đế cũng vậy. Chỉ có tại Lâm Tào Lao chạy biết đâu, mất giống nồi rồi. Quá hay. Hay thọ. Một pha quá cảm giác của Thọ và một pha bay cá của Bắc Giới. Bóng bay ra ngoài. 11-10. Đập môi, đập. Đây là quả cuối cùng. Thọ cứ đi, anh Thọ cứ đi theo đi, anh đừng có bỏ. Đã biết rồi, hết là con bỏ hả? Không biết mà. Gì? Mời một mời. Phía bên màn hình bên trái của Lâm là tài nhỏ chuối di chọi. Các bạn nào còn nhớ chuối cách đây khoảng 2-3 năm và cũng từng gặp quy cháo của Hải Phòng và quy cháo chấp 1,5 m và 1,3 m. Và chuối đã đưa anh em miền Nam vào bờ rất an toàn và an toàn. Thằng kia với Ly Hô nói luôn. Đang hót cái vụ đó nói. Và các bạn hiện tại bây giờ kèo của Ly Hô và Long Kỳ không có dở diễn ra được rồi các bạn à. Vì Ly Hô nói thì Long Kỳ chấp 4 nốt nhạc thì Ly Hô sẽ chơi, bao nhiêu cũng chơi. Và khi solo đồng thì không ai dám đứng ra bầu cho Ly Hô. Cho nên cuộc tình này chia tay rồi các bạn à. Rất đáng buồn cho Việt Nam và Cambodia về kèo này. Ba Đía phóc ống. Vô. Kèo này theo như Đại Lâm đang nhận định có thể nói là 11 điều. Sẽ là kịch tính rất hay cho trận đấu này. Chơi cái gì cũng phải có cảm giác mạnh nha các bạn.
vô ăn bánh gạo lấy đi, vô gây ra gì không nổi thiệt rồi. vô các bạn thấy bắt giới đầu động tác bắt giới đầu lái vô. Lái như lái xe vô ăn. Trời ơi trời, vô sâu lắm. vô kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng Ba Đía và Bắc Giới vào bờ an toàn. Đây Ba Đía, múa quạt ngày nào đã đưa anh em vào bờ. Xin chúc mừng Ba Đía. Các bạn thấy không, hiện tại bây giờ là 19 giờ, giờ địa phương Gò Vấp Chuồng Bò. Khán giả vẫn rất đông và rất đông. Còn đây là khu vực của các cầu thủ đầu dò của Chuồng Bò. Còn đây là YouTuber Ali Bình Official. Quá ghê và quá ghê. Quá nhiều quá, em